Em nghĩ là mấy cái đoạn mà em hay lên như thế này là em không được tỏ tình đâu chị ơi. Em tiên tri gì mà đúng quá vậy, về chỗ đi nè. Bữa giờ có ai tính tỏ tình Luna đâu? Thiệt không Luna? Thôi chị ơi, lần đầu tiên được tỏ tình đó chị. Tiên đó chị. Giọng phấn. Ủa Luna, em ngồi đây lâu dữ vậy đó hả? Oh no. Là người ta đến tỏ tình lộn hả? À, dạ. Ôi đau nhờ. Luna mới tới, không lẽ Luna về số này thì cũng chưa kịp làm quen với mọi người. Lỡ mà tìm được cái là em về luôn thôi ạ. À. Chị ơi, cho em xuống được không? Sao vậy? Em run quá. Ôi trời ơi. Bé ngại. Ôi. Thật chân luôn chị. Luna, tại sao ngay cái số đặc biệt nhất của em mà giọng em chuyển thành giọng đàn ông vậy? Em cũng buồn lắm chị ơi. Luna. Mình có hy vọng rồi. Các chị em ơi. À, có hy vọng rồi. Đó. Nhưng mà hình như đúng gu chị Luna. Em cảm thấy đúng gu chị Luna nãy giờ luôn. Không có em ơi, chị khao khát thôi. À, thấy chưa? Chị Luna, em chị Luna, chị gặp Peter ở ngoài chưa? Chưa. Chị gặp chị mê chết. Trời ơi, em lên đứng cạnh tay cho đỡ rồi. Chị ơi, bọn em lên đứng cạnh chắc hết run á. Ờ à, được, nào bọn em Luna, Luna giờ Luna, em nôn quá là nôn rồi. Nào mời Luna, lên đây em. Em thấy chị Luna thôi, tại em thấy lắm. Em thấy đồ em mô quá nè. Bây giờ em nghĩ sao vậy Luna? Hello em. Cái gì em? À, em chào anh. Vô mọi người. Get a taste of sweet like honey. Chị ơi, cho em xuống được không? Sao vậy? Em run quá. Ôi trời ơi. Bé ngại. Ôi. Thật chân luôn chị. Em nghĩ sao về nét diễn này của diễn viên Luna? Dễ thương. Dễ thương. Chắc chắn đúng không ạ? Sao? Chương trình không lừa nữa đâu em. Nhưng mà khoan đã. Peter chỉ muốn nói một điều thôi, là đúng như Luna nói, đối với Peter, sự nghiệp và công việc rất quan trọng. Và Peter cảm thấy rằng chuyện tình yêu ở thời điểm đó không thực sự quan trọng đối với Peter. Nhưng hiện tại nếu không phải là lúc này thì Peter biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Binat. Em hả? Và đặc biệt là Luna mới tới, không lẽ Luna về số này thì cũng chưa kịp làm quen với mọi người. Hên xui. Thôi em cứ nghĩ không phải là em đi Luna. Dạ không, thật sự thì em mong cái đó hơn chị. Không sao hết. Cái đó là gì? Có nghĩa là có người tới là được, không sao đâu chị. Lỡ mà tìm được cái là em về luôn thôi à. Thiệt không? Thiệt. Hôm bữa Phi Linh cũng nói vậy mà về luôn đó em. Khôn, cái khôn rồi chị. Ê, hồi sáng nay em đi ăn em có thấy ai không? Dạ. Hồi nãy em có mua nước ngoài canteen không? Dạ có. Em có gặp ai đứng kế bên mua nước hay là đi ăn mì hay gì không? Mì bò nha, phải là mì bò luôn chị. Dạ không. Không rồi. Không gặp ai hết hả? Không chị ơi. Vậy là chưa tới số của em thôi, đâu. Chưa tới định mệnh đâu. Không biết là ai đây ta. Mà Luna, tại sao ngay cái số đặc biệt nhất của em mà giọng em chuyển thành giọng đàn ông vậy? Em cũng buồn lắm chị ơi. Giọng như thế thì mấy rapper đó chị. Đúng rồi. Em có thích con gái giọng hơi khàn khàn không? Hơi trầm trầm chút xíu.
Thực ra là một khi mà em đã thích thì giọng kiểu gì cũng thích. Ok. Khoảng tiếng nữa là Luna em thích anh, em thích anh. Ủa thế? Em muốn về với anh. Em yêu anh. Luna ơi, mình dù mình có thích bạn trên kia thì em phải từ từ em đếm tém lại. Thì dù gì bên này cũng có đàn trai này. Em nói thật nha, là mấy anh có muốn gả em đi không? Em nói cái gì các anh cũng ngăn cản hết. Ha hô à? Chị là ha hô à? Thực sự là chị đã rất kiềm rồi. Thực kề. Ánh mắt của bạn nữ nhìn vào bạn nam với một sự chiều mến. Muốn ăn tươi nước sống. Muốn ăn tươi nước sống. Thôi em xin phép em về. Mafia đứng lên liền. Mafia tính. Ê, cái gối này giết người được không? Mình thử không Luna? Vậy cho em mượn nè, một cái em đủ mượn hai cái luôn. Em biết lý do vì sao em ế rồi chị ơi. Đi, lên đi tranh thủ đi. Ơi, em quạt đi. Chị làm sao ấy nhở? Chị làm sao ấy nhở? Luna, chưa coi. Luna. Chưa bỏ dây dài ghê em kìa. Luna mặc đồ cặp hả? Ờ. Sẵn hỏi bạn hồi đó bạn đến đây vì ai? À, đợt bạn đến đây vì ai vậy ạ? Ờ, vì Luna thì sao? Ờ, vì Luna thì sao? Oh my god. Em làm vậy là Luna nuôi hy vọng đó. Đúng rồi. Rất nuôi hy vọng lắm luôn nha. Khuôn mặt rất nuôi hy vọng. Ơ kìa. Anh Huy. Sao dưới lớn còn nói vậy? Nói nhiều thế à? Không, ý là mình hỏi lần trước bạn đến đây là vì ai? Đợt trước là bạn tới đây là tỏ tình hay là ngồi ghế? Ờ, lần trước là mình đến đây là tỏ tình. Lại lần này là... Không biết là vết thương đấy có đã lành chưa. Nhưng mà nếu mà chưa lành thì cứ để đó cho mình nhá. Vết thương này ở trong trái tim, em phải khám mấy chiếc điều chứ. Chị ơi, em là điều dưỡng mà em không có nhiệt tình gì hết. Ở đây đông quá chị à. Ủa em đi khám cho em làm cái gì người ta? À, khám à? Ui, nó đập ngữ của mọi người ơi. Và nó chắc lắm mọi người ạ. Chắc hả? Ủa? Là làm sao mà biết chắc là ghê vậy? Dạ trái tim này em thấy khá là chắc chắn đấy ạ. Chắc chắn? Dạ chắc chắn. Wow. Chắc chắn thế. Có lẽ nào. Ê mà lát nữa đó, hai người mà hẹn hò với nhau xong mình tua lại cái MV á, xong rồi lọc nhạc vô, dễ thương lắm á. Em nghĩ là mấy cái đoạn mà em hay lên như thế là em không được tỏ tình đâu chị ơi. Em tiền chi gì mà đúng quá vậy, về chỗ đi nè. Nó mang lại cho em cái cảm giác gì về Đức Hải đang ám chỉ ai? Theo những gì mà phiên dịch của thầy giáo và các bạn nam đã phân tích thì em nghĩ đây một từ rất là... Nó cũng gần đồng nghĩa với từ nàng thơ. Mà em nghe nó kiểu nó mơ màng và nó mơ mộng và nó đẹp hơn nữa ấy ạ. Vậy là nàng thơ đấy phải rất là nhẹ nhàng mỏng manh. Đúng rồi. Phải thắc ẩn thắc hiện. Nghe tự dưng ước gì mình là người được miêu tả. Tiền kiếp đồ ơ mọi người. Chỗ tiền kiếp đó hả Luna? Wow. Wow. Thật sự kiếp trước không biết làm gì. Kiếp trước em sống ở trên mặt trăng á. Em là chú cuội hả? Đấy bây giờ mình đang... Mình nhìn cậu nhá. Tớ nghĩ là cậu đến đây chắc là để tớ tính em gái tớ. What? Luna. Anh lại bán em ạ, em cảm ơn. Em thích lắm. Không hiểu sao nhưng mà ý là lúc mà bạn ấy bước ra ấy, mấy anh em đã bảo với nhau là sao nhìn có tướng phu thê với Luna thế. Đúng rồi ha. Mấy anh em bàn nhau rồi và em cũng cảm nhận được cái điều đấy. Nhưng mà nếu mà những cái gì cảm nhận của tớ là thật nhá, thì tớ muốn khuyên cậu một chút là nếu đúng là Luna thì Luna là một cô gái sống tình cảm lắm. Đúng. Nên thật sự Luna đặt tình cảm trên hết tất cả mọi thứ.
Bây giờ sẽ có sự kết nối với nhau nữa. Em, mọi người đừng chơi mơ mộng quá, anh đang định đòi đấy. Cái tâm hồn đồng điệu á. Anh biết đúng không? Nhưng mà đừng chơi mơ mộng quá. Một hồi sau em ngồi đi lên lại xem tỏ tình. Một hồi sau em ngồi đi lên lại xem tỏ tình. Nhưng mà tôi cái linh cảm của tôi rõ lắm. Tôi nói thật luôn, khi mà bạn ấy bước ra ấy, hát mấy câu đầu ấy, đúng như Luna nói, chia câu nhưng mà chia cho Luna rất nhiều câu. Chia câu nhưng mà chia cho Luna rất nhiều câu. Ồ. Ủa vậy hả? Em đoán bay bỏ kính rồi, đã đi bỏ kính rồi. Nhìn Luna rất nhiều. Nên là có một cái sự cảm nhận vậy. Chị ơi, chị cho bấm thử đi coi phải không. Luna giảm phấn đi em. Thế em tươi tắn quá nè. Em đi vô nha. Giảm xong rồi sẵn giảm lường dùm cho trang chuối giùm chị nha. Biết ngay mà cái cuộc đời em nó thành vậy đấy. Nhưng khía cạnh và còn một khía cạnh nữa, đó là em muốn chia sẻ về gu bạn gái lý tưởng của em. À, có giống Luna không? Thì em thường hay bị ấn tượng ban đầu bởi một bạn nữ, những bạn mà có giọng nói hay, tính cách nhẹ nhàng. Giọng đàn ông. Em nói nãy giờ chị đang cố gắng lái mọi người về hướng Luna. Em nói nhẹ nhàng một cái là mọi người biết rồi, không phải là Luna rồi. Vậy là hướng về Lan Hương rồi đúng không? Và khi mà em đã xác định được đối tượng của mình thì em sẽ là người chủ động thay đổi, sẽ chủ động bày tỏ tình cảm của em cho người đó biết. Dạ. Vậy là em đã đến đúng điểm mà mình cần rồi đúng không? Dạ. Là nơi đây. Và nơi đây là thời điểm mà em nghĩ là thích hợp nhất để mà em có thể bày tỏ tình cảm của mình cho một trong bốn bạn nữ ở đây. Dạ. Và em xin được bật mí là bạn nữ đó là bạn nữ đầu tiên được tỏ tình. À. Lộ rồi, trời thôi, ơi, lộ hết rồi. Chị hiểu cái ý nghĩa này rồi, vậy là em tỏ tình Luna chứ gì. Bữa giờ có ai tính tỏ tình Luna đâu, thiệt không Luna? Trời chị ơi, lần đầu tiên được tỏ tình đó chị. Thiệt đó chị. Giọng phấn. Ủa Luna, em ngồi đây lâu dữ vậy đó hả? Oh no. Không Luna, trước giờ vẫn chưa ai tỏ tình với em thật hả? No. Ủa chị nhớ là có rồi mà. Ôi chị ơi. Là người ta đến tỏ tình lộn hả? À dạ. Ôi đau nha. Duy An à, nếu mà lần này em tỏ tình Luna em đừng bao giờ đùa nhá. Em ơi, lần này mà bị lừa cho em đi về. Tổn thương lắm á. Và người mà Duy An chọn tỏ tình ngày hôm nay cũng là người mà Duy An đã nói là người đầu tiên được tỏ tình trong chương trình. Luna. Chúc mừng em. Mặc dù không bất ngờ lắm. Hay quá. Em cũng có đấy mọi người ơi. Em là công chúa đấy. Xinh nha. Xinh không? Xinh. Xinh. Miss Grand Luna.